Bế mạc hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Trưa 25 tháng 11 năm 2024, tại trụ sở Trung ương Đảng, hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã bế mạc. Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận xem xét chủ trương tổng kết việc thực hiện nghị quyết số 18 NQTU ngày 25 tháng 10 năm 2017. Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, việc tái khởi động chương trình điện hạt nhân Việt Nam và tiếp tục nghiên cứu dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ theo thẩm quyền. Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, từ sau Hội nghị Trung ương 10 khóa 13 đến nay, trên tinh thần rất khẩn trương, quyết liệt và đổi mới, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt triển khai hai nhiệm vụ lớn mà hội nghị đã xác định là tăng tốc bứt phá, phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu năm 2024, năm 2025 và cả nhiệm kỳ Đại hội 13, tạo nền tảng đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, chuẩn bị thật tốt các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội lần thứ 14 của Đảng. Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, khơi thông các điểm nghẽn để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, từng bước cụ thể hóa quan điểm phân cấp, phân quyền cho địa phương, theo hướng địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm, đổi mới mạnh mẽ tư duy trong xây dựng pháp luật, tăng cường công tác xây dựng Đảng, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, xử lý tốt những vấn đề phát sinh.